Xin chào tất cả các bạn, mình là Hoàng Trúc Linh, mình học lớp 1 Pháp, trường tiểu học Điều Kiện. Các bạn thường làm gì để bảo vệ môi trường? Có rất nhiều cách để bảo vệ môi trường, như là tiết kiệm điện, tiết kiệm nước và sử dụng ni lông. Các bạn hãy xem mình làm gì để bảo vệ môi trường nhé. Chúng mình tham gia biểu diễn thời trang bằng những bộ đồ tái chế bằng ni lông. Mình vẽ tranh bảo vệ môi trường nè. Nhà mình trồng rất nhiều cây. Hàng ngày mình đều tưới nước để chăm sóc cây nè. Mình đã phân loại bìa cũ, giấy, lon không dùng để mang ra phố sách đổi cây đấy các bạn ạ. Ở đây có rất nhiều vật dụng được tái chế từ bìa giấy cũ như cốc, thìa. Những chai nhựa cũ có thể mang ra tái chế thành sợi vải, làm thành những đồ thất nữa đây. Các bạn hãy phân loại rác thế này giống mình nhé. Và các em ấy sẽ chỉ tưới trừ buổi trưa ra vì buổi trưa sẽ rất nóng. Chỉ kiểu như là cây đang nóng mà em lại tưới nước lạnh là thì nó sẽ bị sốc nhiệt. Kiểu như là em đang từ trong phòng máy lạnh ra mà em ra ngoài trời nóng đột ngột thì em sẽ chán đúng không? Đấy thì em cứ tưới, cứ tưới đẫm nước rồi. Thì lần sau quay lại tưới và để cây ở chỗ khô thoáng, nhiều ánh nắng. Hãy cùng hành động để bảo vệ môi trường các bạn nhé!